Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Dead and Earn nhận 2 đô tốc cần TKO đến từ sàn Binance nha các bạn. Thì để tham gia với hôm nay, các bạn cần click vào link mô tả. Thứ nhất, mình đăng ký một cái sàn Binance và KIC các bạn. Sau đó đăng ký một cái tài khoản tiếp theo là một cái trang Coin Cap mà. Sau đó các bạn vào link sự kiện nè, các bạn bấm start nè. Bấm nhập tôi không phải là người máy nè. Thì chương trình này góp này dành cho 2.000 người đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhận cho nhận điều khoản đó nè, tiếp nè, bấm yes nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên trang CoinMarketCap nè các bạn. Rồi các bạn gỡ nè. Sau đó các bạn điền là UID trên sàn Binance nè các bạn. Các bạn KYC các bạn, bạn nhập anh Namata các bạn copy UID nè. Sau đó các bạn dán vô đây nè. Sau đó bấm gỡ nè. Thì có đáp án thì có để dưới phần link mô tả với video cho các bạn đó. 27 28 29. Phan các bạn. Đầu tiên thì 208 nè. Rồi bạn gỡ nữa bạn. Tiếp tục thì TKO sẹt Toto cần nè. TKO sẹt Toto Toto cần nè. Tiếp tục thì Harry Toto cần. Tiếp tục thì Adapt the book nè. Cái này thì vừa liquidity, vừa sacking, vừa trading luôn nè. Tất cả đều đúng. Rồi tiếp tục thì Tokyo Lead on sàn Binance nè. Tiếp tục thì Tokyo Mail nè nữa, NFT. Tiếp tục bấm Z. Tiếp tục thì các bạn up to wallet nha bạn. Thì các bạn bấm vào một CoinMarketCap nè các bạn. Em ta phải các bạn, bước này nó hơi chập chững chút, bạn nhấp dòng dòng dưới thứ các bạn không được luôn, không có thông tin gì, nhấp lại, nhấp vào dòng trên, các bạn login trang CoinMarketCap của tất cả các bạn nhé các bạn, nhấp vào ba cạnh cùng, mình đã login rồi, thì các bạn gõ tên em là TKO nữa các bạn, TKO nữa. Rồi bạn nhấp vào các bạn. Rồi bạn bấm vào up to wallet nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào một wallet nè. Sau đó các bạn bấm vào một sell nè các bạn. Rồi bạn bấm mở ra các bạn. Rồi bạn copy cái link này nè. Rồi bạn trở về cái link up to wallet nè. Các bạn dán vào. Rồi bạn bấm vào submit nè các bạn. Sau đó còn nước cấp tra cái nữa các bạn. Rồi bạn nhấp vào tôi không phải là người máy. Rồi bạn bấm submit form nữa các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead and Earn nhận 2 đô token TKO đến từ sàn Binance đến kết thúc bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.